Chào mừng mọi người đã đến với kênh View Family, gia đình mình vừa ngủ dậy. Hôm nay gia đình mình sẽ mượn cái bàn này của View làm cái bàn review để mình sẽ ăn ăn snack và review cho mọi người. Vì giới thiệu về cái nào là cái nào. I want to try this one first. Cái này mình mua ở chợ Lâm Seafood. Cái này là mini shrimp egg rolls. So Chả giò nhỏ. Cái này là 4.49 một mực. Cái mắc tiền. A little bit mắc tiền. Let's try. I'm so excited to try this one. You cũng muốn ăn hả? Binny, you have your snack, Binny. Oh. Okay. It smells kind of hoi. I didn't smell it. Hôi hả? Hôi mùi tôm. Ok, nhìn nó nhỏ với mọi người. Một đốt tay. Mí nhí. Ready? Ok. Oh, you're hot. Product of Việt Nam. Ồ, cái này làm từ Việt Nam. Cái này cũng được tại nó vị tôm giống như là ăn cái này cái vị nó giống như là bánh phồng tôm hoặc giống Aussie tôm á. Aussie tôm. Dạ, yeah, đây cái bánh snack. Từ Việt Nam mình gọi Aussie tại vì có hãng Aussie. Oh, oishii. Oishii. Bánh của Bill rồi. Như này là bánh của Bill Baby Mum Mum. Vậy cái này. Oh. Shrimp egg rolls. Mình cho Bill nè. Cái tiếp theo. Oh. Cái này đi, seaweed. Seaweed chips. Cái này mua ở Costco. Okay. I don't know how much, cũng chắc cũng cỡ 4-6 đồng. This one doesn't have a smell. Looks like this. Yeah, let's see where. Nhìn như vậy. Bên lớp này á, thì nó có mặt đen đen, bên ngoài này thì nó có biết bánh cốm. Bánh cốm hả? Cũng giống not original bad. Seaweed. Not bad. Vì thì không thích ăn seaweed và cái này ăn được. Yeah. Mùi seaweed không có nồng. Chắc tại có bánh cốm. Hơi ngọt ngọt hơn. Yeah. Bill nhìn. I'm sitting like this. Chỗ này, cái này mua Lâm Seafood, cái này mua ở Costco. Can you get the water right there? No. Okay. No. Cái tiếp theo. Okay. Tiếp theo. Kale chips. Cái này mình cũng mua ở Costco. Kale chips là cái rau kale. Làm thành chips. It's pretty unhealthy. Hồi trước em Phương cũng làm kale chips. Và lâu rong bà không làm. Mấy cái snack này nó có cái zip á. Ăn xong mình zip vô được, xong mình không có sợ nó bị hư. Cái này cũng cỡ 4-6 đồng. Nó nhỏ tí vậy nè. So far là cái bịch chả giò đã mắc nhất rồi. Ôi à, cái miếng vậy. Cái gì vậy? Ăn giống như mình ăn cái lá. Cái này là cái lá. Không có giòn. Cái chips này ăn giống như cái lá. Lá gì ra để ta? Giống như là cái lá cải ngọt khô á. Yeah. Nhìn cái gì cả. Nhìn cái đó mình nghĩ là giòn nhưng mà bỏ vô miệng nên nó mềm. Nhai mềm liền. Biu biu. Biu biu ăn bánh, biu biu review bánh của con nè. Cái lá này.
No, này mình không thích lắm. I don't like that one. Yeah. Oh. It's too weak. I like that one too. Wait, can I have half? Okay. Next one. Mình bóc cái bự ra. Này không đọc tên rồi để vợ bóc. Cái này là tempura squid snack. Okay. Mực. Chiên. Okay. Snack. Okay, so cái này mình cũng mua ở Costco. Như cái này là nó wrap riêng một. Oh, yeah. Mình individually. Bên trong nó gói từng cái riêng đúng không? Oh. Yeah. Cô già bên trong nó bằng này cái bịch. Oh wow. Sau mỗi lần mình ăn một bịch. Okay, anh mở cái bịch. Is this McCall? Chắc McCall với gì nữa. McCall rồi chiên lên. Oh, không có giòn. McCall chiên lên nhưng mà chiên không giòn. Không giòn. Mềm. Usually khi mà mình lăn với bột tempura, chiên lên là giòn. Ừ. Tại vì cái này để lâu quá hư. Không chịu nó vậy thôi. Ăn cũng được, có vị mực. Cũng được, nó bạn. Cái này được. Yeah, that's what I was gonna say. Ai tính cái này khi mình nhậu rồi ăn, bóc ăn được á. Thường cái mực nó rất dai khi mà mình ăn không đúng sở. Cái này thì cắn vào ra luôn. Nhưng mà cái này có cái thất bại là khi mà mình, nếu mà mình chỉ muốn ăn một hai cái thôi. Ờ. Mình không có thể zip lại. Ừ. Mình phải cái này one xếp lại. Yeah. Xếp lại mà xếp lại cái mùi sẽ mất rồi. Mấy cái này á, khi mình có em bé đặc biệt mình gỡ ra mình để ý, chứ không em bé nuốt á. Đó, thấy không? Nó khoái rồi. No. Oh. Dude, your snacks over here. Oh. Đây là 1, 2, 3, 4. Ăn bên đó đi. Cái okay. Tiếp theo mình sẽ ăn đó là da cá hả? Yeah, da cá. Mua ở Costco. Trứng muối da cá. I don't like the kale. The kale em thấy mua thất bại. Maybe em không thích ăn cái đó. Mày cái miếng này được quá vậy? That's huge. I know, trong đây nó chỉ có vài miếng như vậy thôi. Really? Nha, hay là mình bẻ ra lúc nè. Tí. Bự gì vậy? Nè, em nhìn thấy da cá luôn nè. Đó. Đúng là da cá. Cá là gì mình biết không? Không. Salmon. Oh, salmon thôi. Crispy salmon. Bữa sau mình phải cho món da heo vô đây nữa. Em không thích ăn da heo. Ủa, nếu mà anh lắc lên á, ở dưới có mấy miếng nhỏ. Cheers. Smell a little bit. Smell mùi cá. Yeah, mùi trứng muối. Mùi hơi nặng quá, anh không dám ăn nè. Anh không dám ăn cái đó mà anh ăn cái này á hả? Cái đó ăn được, cái mùi này. I don't like this one. Nhìn như là bị bốc rồi mọi người, nó đen đen nè. Nhìn chắc do cá nó đen đó. Da cá thì đen da rồi. Cá xem mình đen. This one's good. Cái mùi nó nặng nhưng mà ăn vô nó không nặng lắm. It's good. Nhưng mà vẫn có. Vẫn có mùi. I'm gonna get a second one. No, mình không có chọn cái này. Oh. It's ngon because it's mặn nhưng mà mặn kiểu trứng muối. You wanna try one? Alo, Vietnam forever. Mình giàu mình á. Ừ. Em Phương. Nhì Phương của Bill á. Nhì Phương của Bill Bill. Ok, còn cái nữa. Cuối cùng thôi. Cái này mình mua tiệm Trader Joe's. Uh-huh. Trader Joe's bán rẻ, chắc cái này 2-3 đồng. We should know how much we bought these for. Mà thật sự mình không có để ý. Khi mà mình mua mình chỉ mua đại thôi. It's not good. Anyways, cái này là corn and rice puffs.
Cái này giống như cái bánh 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 phồng. Bánh phồng bánh hem á. Bánh của hem thích vậy hả? Bánh của hem là bánh bắp nổ trong cái Aussie á. Đấm. Nhưng mà của hem thích là ăn ăn ngọt. Ờ dạ, cái này chắc không ngọt. This is jalapeno. 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 Say jalapeno. Jalapeno. Mình nói không được, vợ chọc hoài. Jalapeno. Thôi không nói. Say one more time. Jalapeno. Cười gì? Jalapeno. Jalapeno. Wait, why is there rice on your nose? Nó ăn thì nó dính vô. Thế là được. Ăn vô mặn hơi cay rồi. Mình nghĩ cái này ăn nhiều không được tại vì nó cay. Nó không có cay lắm. Oh, cay it does have a kick, yeah. Khi mà mình ăn the first bite không có cay. Nhưng mà nuốt xong mình thấy nó kind of like has a little kick to it. Ăn đến thứ tư rồi. Nhiều ăn cái này rớt với thảm. Bánh bắp nhưng mà nó có ớt. Biêu ăn cái này đâu, cay hết. Đọc tất cả mấy cái này Vi thích cái nào? Oh, I like this one. Number one là em thích Vi thích cái giá cá. I, you know, actually khi mà mình ăn real cá, em không bao giờ ăn giá cá. Giá cá, giá gà. I don't eat that. But I really like this one. Tại vì em thích cái mùi trứng muối. Vậy là mai mốt em ăn trứng muối đi. I want to. Mình thì thích ăn cái rong biển này, hơn. Yeah, that one's good too. That one's a close second for me. Cái nào mà ăn không có thích nhất? Cái này nè. Yeah. Cái lá gì ở đâu ra làm thành cái snack. Mình ăn vô nó dở. It's kale chips. It's healthy. Ăn đọc đi. Three second rule. Anyways, cái này là gluten free. Dried and not fried. So cái này không có chiên lên, cái này là khô. Right? Cho nên không có giòn. So it has lots of vitamins A and vitamins K. Vegan. Nên mấy người mà không ăn thịt, không ăn trứng and all that stuff, là họ ăn cái này được. And then vegan good, là ăn chay á. Good, good source of fiber. So this is really healthy. Cái mực này ok. Nếu cái mực này muốn uống bia, mình sẽ ăn mực này. Mình mà ăn chơi coi phim á, mình sẽ ăn cái này hoặc cái này hoặc cái này. Dạ, hoặc cái này. Khi mà mình nhậu thì mình ăn cái gì? Ăn cái mực. Mực or this one. Oh yeah, nó giòn. Seaweed nữa, ok. But I like that these ones have a zipper. Cái này không có zip. Cái này có mấy cái có cả không? Nó sẽ stale. Stale tiếng Việt nói làm sao anh? Mềm á, yếu. Yeah, Yếu á. Yếu. Biêu yếu. Năm cái loại snack này mình chưa, gia đình mình chưa ăn, cho nên mình mua về mình ăn thử cái nào ngon. Nhưng mà lần sau chắc là đi mua sẽ mua lại những cái kia, nhưng mà không mua cái này. Cái này chứ không mua nữa. Cái này chắc để lâu lắm cũng không ai ăn. Em nghĩ em không có mua lại cái này đâu. Yeah. I don't like this one. Maybe anh sẽ mua. And this one. Thấy nó cái này hôi sao á. Mùi tôm á. Nếu mà mọi người ăn bánh phồng tôm rồi, bánh phồng tôm biết cái mùi phồng tôm. Cái này nữa, cái này mùi này nó nồng like tôm chiên á. Hoặc là cái tôm mà nếu mà mình ăn bánh tráng trộn có cái tôm á mà người ta hay làm cho đó. Tép. Tép á, là cái mùi tép như này nè. Sao? Mùi bánh tráng trộn đó. Yeah, that is mùi tép, you're right. Ok, yêu ấy rồi kìa. So heavy. Sorry, Bill. Tội nghiệp Bill. Baby Bill chưa có được ăn. Mai mốt khi mà lớn lên mình cho Baby Bill review rồi ăn chung với gia đình. Ok, vậy là mình đã thử xong tất cả loại bánh này rồi. Cái loại ngon nhất của mình là cái này. Vi thì thích nhất là cái này. Oh yeah. Bill thì không được ăn gì hết. Bill ăn cái này, Baby mắm mắm. Bill review con review mắm mắm con thích không? Trời, coi chừng trời mới đâu nguy hiểm đấy. Hy vọng lần sau khi mà bọn mình đi mua, mình sẽ mua được nhiều cái loại khác hơn để mình thử cùng review cho mọi người coi. Mọi người cùng chọn để cùng ăn với gia đình mình. Bye bye.
bye. Bill, bye bye. Bye bye. Bill không cho Bill đâu. Bye bye. Cả nhà. Để bố uống. Ok, này. Cầm tay lại. Cầm tay lại. Lên lại. Oh my gosh. Bill. Bill không cho bố uống. Why are you so crazy? Tại vì Bill nói là sao bố được ăn mà con không được ăn. Not diet. Smell it. Oh my gosh. Bill, tất cả lỗi là tại Bill á. Chưa biết lỗi của mình nữa. Mẹ nhìn hai cái thư mình sẽ gửi đi nè. Gửi cho Bắc Long. Nếu hai cái address của Bắc Long. Oh no.